Chào mừng bạn đã quay trở lại với video hướng dẫn của iGroupBlog. Tiếp theo chủ đề viết bài, ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để đưa được hình ảnh và video lên cái bài viết của bạn trên hệ thống iGroupBlog. Để làm được điều này, trước tiên bạn hãy chuẩn bị những hình ảnh, những video mà bạn muốn chèn lên bài viết. Ví dụ, bạn đã có hình ảnh ở trong máy tính rồi hoặc là trên website rồi thì bạn hãy kích vào phần thêm media ở phía bên thanh công cụ phía trên đây. Bạn hãy chọn đến phần bạn muốn đặt hình ảnh và bạn kích vào phần thêm media. Ở phần chèn nội dung đa phương tiện, nếu bạn đã có sẵn hình ảnh trên website của bạn thì bạn có thể lựa chọn trực tiếp ở đây ở phần thư viện nội dung đa phương tiện, hoặc nếu trong trường hợp bạn chưa có hình ảnh đó thì bạn hãy kích vào phần tải tệp tin lên và kích chọn tệp tin. Bạn hãy chọn đến tệp tin mong muốn mà bạn muốn đưa lên website trên máy tính của bạn. Ví dụ mình sẽ đưa một hình ảnh như này lên đây. Khi đã chọn được hình ảnh mong muốn, bạn hãy chú ý bên thanh công cụ phía bên phải đây, bạn hãy kích và kéo xuống cuối cùng có phần ở phần kích cỡ. Trong nhiều trường hợp thì phần kích cỡ này nó sẽ mặc định là phần ảnh thu nhỏ hoặc là ảnh trung bình. Nếu mà nó mặc định là phần ảnh thu nhỏ hoặc ảnh trung bình thì cái hình ảnh của bạn khi đưa lên website nó sẽ bị kém chất lượng, vỡ ảnh, vân vân. Vậy ở đây tôi khuyên bạn nên sử dụng là kích thước lớn hoặc là kích thước đầy đủ để hình ảnh của bạn được chất lượng nó được cao hơn. Và kích vào phần chèn và bài viết ở đây. Như bạn đã thấy, hình ảnh của bạn đã được đưa lên trên website. Để chỉnh sửa hình ảnh này, bạn hãy kích thẳng vào hình ảnh và chọn phần bút chì, hình bút chì có chữ chỉnh sửa. Ở đây bạn có thể sửa được cái chú thích, văn bản thay thế hoặc là căn trái phải, kích cỡ, vân vân ở đây. Rồi, bạn hãy kích vào phần cập nhật. Để thêm được video lên bài viết, bạn hãy chọn đến phần bạn muốn thêm. Ví dụ mình chọn phần ở đây. Và bạn hãy lên trên YouTube và chọn đến cái video mà bạn muốn đưa lên trên bài viết. Ví dụ mình chọn một video như video này chẳng hạn. Rồi bạn hãy copy cái đường dẫn của video đó ở phía trên thanh URL phía bên trên cùng. Rồi quay trở lại phần bài viết của bạn. Bạn kích vào phần thêm media và kích vào phần chèn từ URL. Bạn hãy dán cái đường dẫn mà bạn vừa copy trên YouTube vào đây. Khi hệ thống hiển thị một video bên dưới này, nghĩa là cái đường dẫn của bạn hợp lệ và bạn có thể đặt được cái video này vào website của bạn. Rồi bạn hãy kích vào phần chèn vào bài viết, một cái nút màu xanh ở dưới đây. Ok, bạn đã thấy video đã được chèn vào bài viết. Bạn có thể kích vào xem trước để xem thành quả bạn đạt được. Đấy, như bạn đã thấy hình ảnh và video của bạn đã xuất hiện ở đây. Bạn có thể kích xem thử. Ok. Tương tự như các hình ảnh và các video khác, bạn cũng làm như các bước phía trên. Chúc bạn thành công.